Nếu một ngày nào đó bạn thích ăn xôi nhưng mà không biết nấu cách nào thì cả nhà ơi, cùng vào bếp làm món xôi phai mì cho thêm lạc xưởng với chả bông nha. Món này đơn giản nhưng mà đặc biệt ăn rất là ngon. Nhất là nhà bạn có con nít thì hãy làm món này cho các bé ăn sáng nha. Đầu tiên bếp mình sẽ cho nước vào, mình ngâm trong vòng 2 tiếng. Sau đó nữa thì mình sẽ đào củ mì vô. Củ mì thì mình sẽ cặt cái đầu, cặt cái đuôi mình bỏ đi. Mình sẽ chẻ cái phần để mình lọt cái vỏ này ra. Sau khi lọt vỏ ra xong thì mình sẽ để vào trong nước. Mình sẽ dùng tay mình sẽ rửa thật sạch với nhiều nước. Sau rửa xong thì một củ mình cắt làm hai. Sau nữa mình xắt ra từng khúc cỡ một lóng tay. Cắt càng nhỏ thì mình nấu nó càng chín nha. Đừng cắt to quá sẽ không chín. Sau đó mình để vào nước mình ngâm. Kế tiếp nữa là mình sẽ lấy màu thanh long, mua lắm mới được tái thanh long, tái này mua 30.000 đó cả nhà, mua cả Sài Gòn mới có chứ Cù Lao mình không có. Mình sẽ dùng muỗng mình sẽ bào ra, sau đó mình cạo ra, rồi cạo chừng một chút ít thôi cả nhà ơi, nhiều nước quá thì cái nếp của mình nó sẽ bị nhão á. Sau nữa thì mình sẽ lấy nếp ra, mình để cho khô, xong mình để vào trong cái thốt. Kế tiếp nữa là củ mì, sau đó là cái màu á thanh long của mình để vào, cho thêm xíu muối để xôi của mình đậm đà. Sau đó mình sẽ dùng giá mình đảo đều, đảo liên tục, đảo cho cái màu thanh long sẽ thấm vào bên trong nếp và cái phai mì của mình. Sau khi á là đều rồi á thì mình sẽ để vào bên trong một cái xửng hấp. Cái xửng này thì mình sẽ lót cái lá chuối vào phía dưới và mình để nếp lên phía lên trên. Sau khi để vào thì mình sẽ dùng cái giá mình sẽ tán đều ra để khi chín á thì sẽ chín đều nha cả nhà. Sau nữa mình sẽ đậy nắp lại. Mình đun trong vòng 10 phút, trong khi chờ đợi thì mình sẽ chặt trái dừa, mình lấy nước. Sau nữa là cái là phần nửa là mình sẽ cắt sợi, còn phần nửa là mình sẽ đem đi xay ra để mình lấy nước cốt dừa. Thì cả nhà có thể làm cách này để mình thay cho nước cốt dừa cũng được nha. Sau khi xay xong thì mình sẽ quay qua bên xôi. Xôi lúc này thì cũng đã chín rồi cả nhà, nhưng mà chín vừa thôi. Lần đầu tiên thì cả nhà nhớ nấu chín vừa thôi. Lần thứ hai thì mình hả nấu chín hoàn toàn. Sau đó mình sẽ trộn đều lên để cho cái xôi mình nó tơi ra. Xôi đã tơi ra thì tiếp tục mình sẽ để dừa sắc sợi vào. Sau đó nữa là cái dừa xay hồi nãy. Khi mình bỏ vào xong thì mình sẽ dùng cái giá mình sẽ đảo đều lên, đảo liên tục để cho cái nước cốt dừa và cái dừa sợi của mình nó sẽ hòa quyện vào bên trong nếp và cái phai mì của mình. Sau khi đều rồi thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ đem đi hấp trong vòng 10 phút nữa nha cả nhà. Mình sẽ mở nắp ra. Rồi lúc này là nếp và cái củ phai mì của mình đã chín rồi. Mình sẽ dùng đũa đảo đều, đảo để cho cái nếp mình nó tươi ra. Sau khi đảo đều rồi thì mình sẽ ra một cái dĩa nha. Thì cả nhà thấy không, cái màu thanh long lúc này là nó đã bị tiêu rồi. Nó không có ra được cái màu tím như mình mong đợi, mà nó ra cái màu gì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà mình để nhiều thanh long quá thì cái xôi của mình sẽ nhão. Để mình để ít thì không ra màu. Thì cái món xôi này thì cả nhà ăn kèm với, đầu tiên là mình sẽ ăn kèm lạc xưởng nè. Sau đó nữa là để cho cái thêm nó thơm đậm đà và ngon là mỡ hành. Kế tiếp nữa là có một cái vị của giòn giòn ngon ngon là hành phi. Kế tiếp nữa là mình sẽ kết hợp với cho ăn mặn mặn ngon ngon nữa là chà bông. Đó, mình sẽ dùng đũa mình xới đều ra để cho cái chà bông nó lấp phẳng đều lên trên xôi của mình. Vậy là cái video là xôi phai mì đến đây là đã kết thúc rồi cả nhà. Rất mong là cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.